50 năm Hiệp định Hòa bình Paris 1973, kỷ niệm 50 năm lá cờ hòa giải của nước Việt Nam 1973. Căn cứ trên Hiệp định Hòa bình Paris 1973, lá cờ hòa giải của nước Việt Nam đã được sáng tạo ra tại Sài Gòn, Việt Nam ngày 17 tháng Giêng 1973. Hiệp định Hòa bình Paris 1973 là để chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở nước Việt Nam. Sau đây là trích đoạn văn bản Hiệp định Hòa bình Paris 1973. Chương 4. Việc thực hiện quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam. Điều 9. Chính phủ Việt Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cam kết tôn trọng những nguyên tắc thực hiện quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam sau đây. A. Quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm và phải được tất cả các nước tôn trọng. B. Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của miền Nam Việt Nam thông qua tổng tuyển cử thực sự tự do, dân chủ và có quốc tế giám sát. C. Các nước ngoài sẽ không được áp đặt bất cứ xu hướng chính trị hoặc cá nhân nào đối với nhân dân miền Nam Việt Nam. Điều 10. Hai bên miền Nam Việt Nam cam kết tôn trọng ngừng bắn và giữ vững hòa bình ở miền Nam Việt Nam, giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng thương lượng và tránh mọi xung đột bằng vũ lực. Điều 11. Ngay sau khi ngừng bắn, hai bên miền Nam Việt Nam sẽ thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc, xóa bỏ hận thù, cấm mọi hành động trả thù và phân biệt đối xử với những cá nhân hoặc tổ chức đã hợp tác với bên này hoặc bên kia, bảo đảm các quyền tự do dân chủ của nhân dân, tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do tổ chức, tự do hoạt động chính trị, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại, tự do cư trú, tự do làm ăn sinh sống, quyền tư hữu tài sản và quyền tự do kinh doanh. Điều 12. Ngay sau khi ngừng bắn, hai bên miền Nam Việt Nam sẽ hiệp thương trên tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, tôn trọng lẫn nhau và không thôn tính nhau để thành lập Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hòa hợp dân tộc gồm 3 thành phần ngang nhau. Hội đồng sẽ làm việc theo nguyên tắc nhất trí. Sau khi Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hòa hợp dân tộc nhậm chức, hai bên miền Nam Việt Nam sẽ hiệp thương về việc thành lập các hội đồng cấp dưới. Hai bên miền Nam Việt Nam sẽ ký một hiệp định về các vấn đề nội bộ của miền Nam Việt Nam càng sớm càng tốt và sẽ làm hết sức mình để thực hiện việc này trong vòng 90 ngày sau khi ngừng bắn có hiệu lực, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân miền Nam Việt Nam là hòa bình, độc lập và dân chủ. B. Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hòa hợp dân tộc có nhiệm vụ đôn đốc hai bên miền Nam Việt Nam thi hành hiệp định này, thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc, bảo đảm tự do dân chủ. Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hòa hợp dân tộc sẽ tổ chức tổng tuyển cử tự do và dân chủ như đã nói trong điều 9 B, và quy định thủ tục và thể thức của cuộc tổng tuyển cử này. Các cơ quan quyền lực mà cuộc tổng tuyển cử đó sẽ bầu ra sẽ do hai bên miền Nam Việt Nam thông qua hiệp thương mà thỏa thuận. Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hòa hợp dân tộc
cũng sẽ quy định thủ tục và thể thức tuyển cử địa phương theo như hai bên Việt Nam thỏa thuận. Điều 13, vấn đề lực lượng vũ trang Việt Nam ở miền Nam Việt Nam sẽ do hai bên miền Nam Việt Nam giải quyết trên tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, không có sự can thiệp của nước ngoài, phù hợp với tình hình sau chiến tranh. Trong số những vấn đề hai bên miền Nam Việt Nam thảo luận có các biện pháp giảm số quân của họ và phục viên số quân đã giảm. Hai bên miền Nam Việt Nam sẽ hoàn thành việc đó càng sớm càng tốt. Điều 14, miền Nam Việt Nam sẽ thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập. Miền Nam Việt Nam sẵn sàng thiết lập quan hệ với tất cả các nước không phân biệt chế độ chính trị và xã hội trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau và những viện trợ kinh tế, kỹ thuật của bất cứ nước nào không kèm theo điều kiện chính trị. Vấn đề nhận viện trợ quân sự sau này cho miền Nam Việt Nam sẽ thuộc thẩm quyền của chính phủ được thành lập sau tổng tuyển cử ở miền Nam Việt Nam, nói trong điều 9B. Ngày 27 tháng Giêng 1973, ngày 27 tháng Giêng 2023, kỷ niệm 50 năm Hiệp định Hòa bình Paris 1973 để chấm dứt chiến tranh Việt Nam, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Ngày 17 tháng Giêng 1973 và ngày 17 tháng Giêng 2023, kỷ niệm 50 năm lá cờ hòa giải của nước Việt Nam 1973. Căn cứ trên Hiệp định Hòa bình Paris 1973, lá cờ hòa giải của nước Việt Nam đã được sáng tạo ra tại Sài Gòn, Việt Nam vào ngày 17 tháng Giêng 1973. Sự hòa giải là để làm lành lại những vết thương của sự chia rẽ đã quá lâu giữa người Việt Nam với nhau. Không bao giờ quá trễ để làm sống lại những ước mơ và tình yêu của chúng ta. Bất cứ lúc nào chúng ta có bất cứ xung đột gì, chúng ta phải có sự hòa giải. Chắc chắn là hận thù dần dần phai nhòa đi, trong khi tình yêu luôn luôn tồn tại vô hạn. Chúng ta hãy làm sống lại những ước mơ và tình yêu của chúng ta. Đó là ý nghĩa của lá cờ hòa giải của nước Việt Nam. Ý nghĩa của lá cờ hòa giải của nước Việt Nam.